giáo tên Trương Phương Hạnh, giáo viên trường tiểu học Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, người bị phụ huynh tố xin tiền mua laptop gây xôn xao vừa qua, còn bị tố bán đồ ăn trong lớp cho học sinh. Hơn 20 phụ huynh lớp 4/3 đứng chung đơn phản ánh lên hiệu trưởng trường này rằng qua lời kể vô tư của con, cô Hạnh bán đồ ăn uống như xúc xích, mì gói, nước ngọt trong lớp. Học sinh vừa phải học bài vừa ăn. Hay có lúc cô mở YouTube, học sinh ngồi dưới làm bài còn cô thì ngồi trên ăn. Về vấn đề này, cô Hạnh cho hay nhà cô ở xa trường nên có những lúc đến trường chưa kịp ăn sáng. Vì vậy cô luôn thủ sẵn mấy gói mì để hôm nào không kịp ăn sáng thì vào trường nấu ăn. Học sinh thấy vậy cũng lên nói cô ơi con đói quá, cô nấu cho con một gói mì. Một hộp mì và một cây xúc xích là 20.000 đồng. Học sinh có tiền thì trả, còn không có thì thôi. Có nhiều phụ huynh đưa con tới trường lúc 6:30 sáng chưa ăn, thì lúc đó cô trò cũng ăn. Phần đồ ăn là tôi trang bị cho mình, các con muốn thì tôi nấu cho các con ăn. Các con có tiền thì phải trả cho tôi, còn không thì thôi. Có những bạn không có tôi cũng cho, cô Hạnh chia sẻ. Hiện cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 43, khối trưởng khối 4, đang bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Lý do để xác minh làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng kỷ luật. Những ngày qua, việc cô Hạnh xin phụ huynh tiền mua laptop gây xôn xao dư luận.